Anh em chú ý, đây là giống chim cút rừng mình lấy trứng ở ngoài thiên nhiên cho chim cu vú nuôi Pháp ấp. Đó, lở đấy, các bạn nhìn thấy chưa, lúc nhúc nó. Loại này sau khi nở là các bạn nên bỏ ra và nuôi bộ, tại vì chúng chúng rất là thích hoang dã. Nếu như mà để ngày mai mà không nhặt đi là chúng sẽ chạy. Các bạn có thể thấy đây là những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời của thao chim cu gáy. Mình cũng nghịch cho nó ấp thử mà nó nở. Đó, hai con ấp bằng mẹ, hai quả ấp bằng máy, thì hai quả thì một quả bằng máy nở rồi. Đây là con cút rừng nhá, rừng nguyên bản luôn, lúc nó nhỏ. Quý vị các bạn muốn mua cái con cút rừng thuần hóa từ nhỏ, liên hệ 0163 5305 982 để được có những. Ở đây thì mình ấp cả đa đa, cả cút, cả bịp mịp. Đó. Mẹ nó u con luôn. Đó. Đó, u con luôn. Trên cái nền chuồng này các bạn để một đám cỏ như này, thứ nhất là nó sẽ có hai tác dụng. Nó giữ được cái xương ở trên ngọn cỏ và con chim nó sẽ ăn. Tiếp theo là nó sẽ ăn điều hòa cái phân rơi xuống. Thứ ba là nó tạo thành những cái ngọn cỏ xanh. Và đôi khi những con chim cu gáy hoặc những con chim cu này là chúng sẽ ăn những cái ngọn cỏ đó để nó cân bằng cơ thể. Nhưng tiếp theo thì có thể có những cái con dế, những con kiến, những con côn trùng nó sẽ trú ẩn ở đó. Và đó cũng là nguồn thức ăn của những cái bổ sung cho những chú chim. Đó. Thì những cái khoảnh khắc như này thì rất là hiếm có, khó tìm. Bởi vì câu chuyện nó được diễn ra là mình đi đồi. Thì tối thì mình phát hiện thấy một ổ cút mẹ đang ấp 4 trứng.
Thì hôm trước mình đăng cái clip đó thì mình bắt mẹ về nuôi, cái con mẹ vẫn rất là khỏe. Đó thì còn bốn quả trứng này thì mình cho vào hai quả cho chim này ấp và hai quả cho máy ấp tự chế của mình. Thì hôm nay nhìn thấy máy ấp nở một quả thì ra thì thấy con mẹ đã nó ấp nở hai quả. Bây giờ còn một quả trong máy là đang có khả năng nở lốt. Thế còn mình để lại một quả trứng trắng này để cho nó mồi, để cho nó còn tiếp tục u. Đó. Giống chim này nó là như vậy, nếu không bỏ trứng của nó hoàn toàn thì nó sẽ bỏ ổ. Đó. Thì mà hiếm khi gặp được ở trong tự nhiên. Đó là cái sự sống, đó là cái loài, những cái loài quý hiếm. Như con chim cút này thì thực ra là rất là hiếm, hiện giờ thì chỉ có ở những cái vùng quê có những cái đồi chọc rộng và ít người qua lại và có cái sinh thái nó đảm bảo thì con chim cút này nó mới tồn tại. Nhưng thành phố thì không bao giờ có. Con chim cút này thì người nó chỉ nhỏ lắm nhưng mà rất là béo. Nếu như một con chim cút thì mặc dù nó nếu bắt được hoang dã thì nếu mà làm một nồi cháo thì tuyệt vời. Thế nhưng mà mình không muốn nói đến những chết mổ ở đây. Bốn con chim này mình sẽ thuần hóa từ nhỏ và mình sẽ cho nó tạo thành một cái dàn đẻ và mình sẽ tiếp tục gây dựng ra cái thế hệ F1, F2, F3 tiếp theo và mình sẽ nuôi bán hoang dã. Giống cút này nó nở ra nó có khả năng độc lập từ nhỏ. Nên là nếu như mà mình thực hiện cái clip này xong là mình sẽ cho ra mình nuôi bộ. Bởi vì cái quá trình nuôi bộ này rất là nếu không là chúng nó sẽ nổi đi. Đấy, u khéo u ba con đấy mà còn không chạy ra tí nào cả. Nhưng loại chim cút này nó không há mồm, nó không tự lúc, nên là nó sẽ nhặt nhạnh như gà nhép, không bón, không đưa gì cả. Tất nhiên là 1-2 ngày đầu thì cái lượng nòng đỏ ở phôi của nó vẫn còn, nó vẫn sống. Thì mình nên để cho mẹ nó u để giữ được cái nhiệt độ. Sau khi nó đã cứng cáp rồi thì các bạn nên tính cái phương án là cho ra ngoài. Cho ra ngoài để cho nó mình nuôi bộ, nó sẽ thuần hóa từ nhỏ. Cống lúa, cống nước đấy. Rất là hoang dã đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là đây là cái lồng của mình. Mình chế thì rất là đơn giản. Uống nước ở dưới này, uống nước ở trên này, máng ăn này. Và rải cát ở dưới cho nó mọc cây cà cỏ tự nhiên. Đó, và lúc nào bắt chim thì vành như này lên thôi. Ok. Đó, thân thiết bạn làm cửa ở dưới kia cũng được. Ừ. Giống chim này thì giống chim vú nuôi nó rất là thuần. Đó, các bạn nghe tiếng chim hót chưa? Rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Quý vị các bạn muốn tìm những cái loài mà rừng có nguy cơ tuyệt chủng thì có thể đặt hàng cho với chúng tôi. Thì chúng tôi có một cái máy ấp tự chế và máy ấp theo cái kiểu vú nuôi như thế này thì nó rất đảm bảo được cái sự tự nhiên của muôn loài. Thì những cái loài nào mà mình nuôi bộ được thì mình nuôi, còn không thì mình vẫn phải nhờ mẹ của chúng để chúng nuôi. Ở nơi đây thì thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Bản thân mình là thao. Mình đã phát triển rất tốt về cái duy trì gen của cái giống chim cu gáy thuần chủng ở Bắc Bộ. Và tới đây mình sẽ thuần con Dada và phát triển cái nhân giống đại trà cũng như cái con chim cút rừng. Con chim cút rừng nói thêm với các bạn là nó nhỏ hơn con chim cút nuôi mà các bạn mua trứng cút thị trường rất nhiều. Nếu như các bạn định hình con chim cút rừng thì nếu không nhầm thì nó chỉ bằng một con trào màu bông. Nhỏ hơn con trào màu bông. Đấy, nó tròn trùng trục. Mà nó rất đáng yêu. Cái mắt nó rất là khôn, nó ăn ở trên cái môi trường mặt đất. Cái trứng chim cút thì có một số người ta có thể bảo nó là nhân sâm đất, nhân sâm đất. Còn ở dưới nước thì là nhân cá trạch, là nhân sâm dưới nước. Đó. Nhưng còn
trên bầu trời thì mình cũng chưa rõ lắm. Thì hy vọng rằng video này sẽ đóng góp một cái màu sắc trong cái kênh chim vú gáy hay của Vũ Văn Hao. Quý vị các bạn có thắc mắc, có giao lưu gì liên hệ số điện thoại là 0163530982. Cái kênh Facebook thì các bạn search theo chim vú gáy hay, và kênh Zalo thì các bạn search theo cái số điện thoại 0163530982. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Lâu rồi cũng không thực hiện video, một số anh em gọi điện và sao không thấy đăng video mới, thì hôm nay thì mình cũng sẽ nhân tiện có cái trứng cút nó nở mình đăng. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ hài lòng và sẽ đăng ký kênh của mình, và để đăng ký xong thì các bạn có thể là tiếp tục đón nhận những video hay bổ ích tiếp theo sau đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thao trong những giai đoạn vừa qua, thì mình sẽ thực hiện về cái chủ đề con chim vú gáy đầy đủ hơn nữa. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.